Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, mình tên là Biểu, chuyên bán pháo hoa rừng Tây Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở pháo hoa rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 2 tháng 6 năm 2022, thì tối nay bên cơ sở pháo hoa rừng em có cập bến mới rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở pháo hoa rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giấy báo thì sẽ chưa bao gồm một phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là hôm nay thì bên em có về 3 lô hồ điệp ấn hàng rừng. Và những cây hồ điệp ấn này thì hiện tại là một trong những cái loại lan đỏ đã gần như là đi vào giai đoạn là tuyệt chủng cô chú anh chị ạ. Lượng số lượng còn rất là ít. Và cái dòng hồ điệp ấn này thì hôm nay thì đặc biệt em có một cái lô này có 2 cây phải nói là siêu to khổng lồ. Đấy. Và thêm 2 cái cây này nữa là thành 4 cây và cái lô hồ điệp ấn thứ nhất em bán với giá là 100.000 nhá. Và cái lô hồ điệp ấn thứ hai là lô này có đến là 20 cây, em đếm là nó đến 20 cây cô chú anh chị ạ. Cây thì nhỏ bé như vậy thôi nhưng mà cực kỳ là có võ nhá. Cái cần hoa của nó rất là dài. Cần hoa của nó rất là dài và hiện tại thì nó vẫn còn đang có nụ này cô chú anh chị này, đang có nụ nhá. Đấy, cái lô hồ điệp ấn này hiện tại là nhiều cây vẫn còn đang có nụ. Cần hoa của nó khi mà nó nở hoa ấy, thì cần hoa dài và phân nhánh chi chít luôn ạ. Và cái lô hồ điệp ấn này có đến 20 cây thì em bán với giá cũng là 100.000. Và lô thứ 3, lô hồ điệp ấn thứ 3 thì lô này có 16 cây thôi nhưng mà 16, 17 cây gì đó. Nhưng mà nó sẽ lớn hơn một chút xíu, nhỉnh hơn một chút xíu và rất là đẹp. Em cũng bán là 100.000. Sang bên này thì em có 2 lô hài Helen, mệnh danh là những nàng công chúa tóc vàng. Cái dòng lan hài Helen này thì dễ thuần dễ chăm ở mọi vùng miền cô chú anh chị ạ. Dễ thuần dễ chăm ở mọi vùng miền luôn nhé. Và bây giờ cô chú anh chị về trồng thuần thì khoảng tầm 1-2 tháng nữa thôi ấm chậu là cây sẽ cho nụ cho hoa rồi. Hoa thì cực kỳ là sai bông với những băng bông hoa vàng rộm rất là xinh đẹp luôn ạ. Em bán một cái lô như vậy thoải mái cô chú anh chị ghép được khoảng tầm 3 chậu với giá chỉ có 80.000 cô chú anh chị nhé. 80.000 cho một cái chậu như vậy thôi. Sang bên này thì em có một cái lô hài kim. Đây là cái lô hài kim ạ. Rất là khỏe và đẹp luôn. Và cái lô hài kim này thì em xin phép được bán với giá là 120.000 cho cái lô hài kim này nhá. Sau bên này đây là cái dòng lan hài Sullivan. Dòng lan hài Sullivan thì cây giống rất là khỏe đẹp. Ở đây thì em đã dưỡng cây khá là lâu rồi. Và cây thì hiện tại là một số cây nó đã mọc lên cây con mới, cũng như là đang bắt đầu là bắn những cái rễ non mới rồi. Nên là cô chú anh chị về trồng là yên, hết sức là yên tâm luôn cô chú anh chị nhá. Em có lô này gọi là lô số 1, có tất cả là 4. Đây, này là một cặp, hai cặp đôi mẹ con rất là đẹp này. Và bên này hai cây rời nữa, em bán với giá là 200.000. Và phần Sullivan số 2, Sullivan số 2 có một cái rề này, cây mẹ cây con khá là nhiều cây. Thêm với những cây con đang chuẩn bị mọc lên bên này. Và đây là cũng là một cái rề mẹ con rất là xinh. Đấy, bên này nữa thì cái lô này em bán 180.000. Sullivan cô chú anh chị tìm hiểu giá 1-2 năm trước đây người ta bán hình như là mỗi một cây lên đến 1,5 triệu một cây luôn đó cô chú anh chị. Đây là hàng hoàn toàn hàng rừng nhá. Và bên này thì em có 2 lô hài mốc hồng, mỗi một lô như vậy chắc phải tầm trên 50 cây cô chú anh chị ạ. Và mỗi một lô như vậy em bán với giá là 45.000 cho một lô. 2 lô quế lan hương lá lướt, em gọi lô này là lô số 1. Lô quế lan hương số 1 với giá là 120.000, rất là nhiều đầu ngọn. Lô quế lan hương số 2 thì chỗ này cây giống bé và em sẽ bán với giá là 60.000 cho lô quế lan hương số 2 này cô chú anh chị nhé, là bán thanh lý. Và sang bên này đây thì em có những cái phần hoàng thảo nghệ tâm hay còn có tên là thạch hộc duyên dáng. Nói chung là cái dòng hoàng thảo nghệ tâm này thì khi mà cô chú anh chị nhìn cái thân lá cây á thì nó sẽ không có được đẹp mã, nhưng đảm bảo cô chú anh chị rằng là khi mà cô chú anh chị ghép nó lên giò rồi thì nó sẽ không phụ, sẽ không phụ công cô chú anh chị đâu ạ. Dạ, cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái mặt bông của cái dòng hoàng thảo nghệ tâm, phải nói là nó đẹp xuất sắc như thế này. Đấy, hoàng thảo nghệ tâm hay còn có tên là thạch hộc duyên dáng. Cây thì thân nhỏ bé nhưng mà khi mà nó sổ hoa thì bông hoa rất là to cô chú anh chị nhé, cực kỳ là sai bông. Với cánh hoa tím hồng đậm đà, họng vàng đậm rất là đẹp luôn ạ.
Đây là những cái bông hoàng thảo nghệ tâm này đó. Khi mà nó lên giò thì thuần thì nó sẽ đến mùa hoa, nó sẽ đẹp như vậy cô chú anh chị nhá. Và một cái lô hoàng thảo nghệ tâm thì đây hai cái lô như vậy. Và mỗi một lô như vậy thì em xin phép được bán với giá là 50.000 cho một lô, thoải mái cô chú anh chị làm được một giò cực kỳ là xinh đẹp luôn ạ. Sang bên này thì em có cái lô cái cây bên này là cái cây hoàng phi hạc ạ. Cây thân cây giống rất là khỏe, dễ, cũng là một cái dòng lan dễ thuần dễ chăm ở mọi vùng miền cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị nhìn cái mặt bông của nó rất là sắc nét, có những cây sẽ họng vàng, có những cây sẽ họng đen, và cánh bông hoa, khuôn bông hoa thì rất là sắc nét đẹp ạ, và rất là bền nữa cô chú anh chị nhé. Và 1 kg cái dòng lan này thì em xin phép bán với giá là 140 cho 1 kg. Sau bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo vẩy rồng. Cô chú anh chị nhìn thấy cho em là những cái dây hoàng thảo vẩy rồng rất là xanh và nhiều thân lá. Bên em đã chọn lựa cắt tỉa khá là kỹ cô chú anh chị nhé. Và một cái kg vẩy rồng em cũng bán là 140.000. Với những cái dề vừa tầm rất là xinh, đủ cô chú anh chị có thể ghép tạo thành những cái tác phẩm hoàng thảo vẩy rồng rất là đẹp luôn. Đó. Có những người có cái khả năng thẩm mỹ cao, người ta có thể tạo ra những cái giò vẩy rồng như là hình dáng của hình dáng chữ S, như là cái đất nước mình luôn. Ở bên này đây thì em có những cái cây bên này là những cái cây kiếm tiên vũ, cái dòng bản lá ngắn. Và đây là kiếm tiên vũ của vùng rừng Tây Ninh, nơi mà có thể sổ ra rất là nhiều những cái mặt bông kiếm đẹp tuyệt vời. Và đây là hàng tuyển chọn đã chắt lọc rất là kỹ, nên là hàng côn lùn bản lá to láng rất là đẹp như vậy. Em bán với giá là 110.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan quế tím ạ. Cái dòng lan quế tím thì hàng bên em cũng đã cắt tỉa và chọn lựa rất là kỹ rồi, gọn gàng như vậy. Và cái dòng lan quế tím này thì em xin phép bán với giá là 160.000 cho 1 kg. Và cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái mặt bông của giò quế tím khi mà nó sổ bông, nó đẹp lộng lẫy như thế này. Chỉ cần một vài nhánh thôi mà nó đã có một cái giò lan, một cái tác phẩm đẹp như vậy nhá. Và hoa thì cực kỳ là thơm cô chú anh chị ạ. Đó, quế tím ạ. Xin nhắc lại giá là 160.000 trong 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg, đủ cô chú anh chị có một giò lan đẹp nhé. Và bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo lông trắng. Hiện tại cô chú anh chị có thể thấy là cây đang bắt đầu là lên những cái mầm chồi tơ mới nhé. Hoàng thảo lông trắng ạ. Em bán với giá là 320.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg. Với dòng lan có mặt, có cái thân lá rất là độc đáo và đáng sưu tầm cô chú anh chị ạ. Đó, em bán từ 0,2 thì cô chú anh chị thoải mái. Đây này cô chú anh chị nhỉ. Đấy, hiện tại cây đã bắt đầu là lên những cái mầm chồi tơ mới như vậy nhá. Cây nhìn bên ngoài thì như là không có sự sống, nhưng hoàn toàn cô chú anh chị yên tâm về cây giống ở đây ạ. 0,2 thì cô chú anh chị được khá là nhiều luôn. Sang bên này đây thì em có 3 cái lô hoàng nhạn. 3 lô hoàng nhạn tháng 4 để cô chú anh chị có thể sưu tầm. Chị em song sinh với dòng lan hoàng nhạn tháng 8, những cây hoàng nhạn tháng 4 rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Em gọi đây là lô số 1. Ở lô số 1 này thì có tất cả là hai chỗ này là 3 cây này. Chỗ này 3 cây nữa là tổng là 6 cây. Cô chú anh chị nhìn này. Đó, cái lô hoàng nhạn rất là đẹp luôn nhá. Đấy, cây rất là ít lỗi mà cực kỳ là xinh như thế này cô chú anh chị này. Vài lô hoàng nhạn số 1 này có tổng là 6 cây. Em xin phép được bán với giá là 100.000 nhá cô chú anh chị nhá. 100.000 cho cái lô hoàng nhạn này rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Về làm được một giò cực kỳ là xinh nhá. Lô hoàng nhạn số 2 thì cây này thì lô này đi. Lô này thì em thấy là cây có phần là cũng là 6 cây cô chú anh chị ạ. Lô hoàng nhạn số 2 này thì 6 cây. Đấy, 6 cây này thì em thấy là nó nhỉnh hơn 6 cây bên kia cô chú anh chị nhá. Đó, đẹp, đẹp tuyệt vời luôn, phải nói như cái cây hoàng nhạn này. Lô số 2 này thì em xin phép được bán với giá là 120.000, cũng là 6 cây. Đó, mỗi một cây hoàng nhạn rất là đẹp như vậy có 20.000. Lô tiếp theo là lô hoàng nhạn số 3. Lô hoàng nhạn số 3 thì có 3 cây rất là to ở đây ạ. Và thêm 3 cây bên này nhỏ hơn này. Đấy, 3 cây bên này thì rất là to, đẹp. Lá cân đối đẹp, hay xếp hay đẹp hai bên như thế này. Đấy, thêm 3 cây bên này nhỏ hơn. Và lô số 3 thì em bán với giá là 110.000. Đó, cô chú anh chị thích lấy lô nào thì lấy. Bên này đây thì em có dòng dáng hương tam bảo sắc hoa vàng. Em cũng có 2 lô cô chú anh chị nhá. Lô số 1 có 1, 2, 3, 4, 5, 2 này, 2, 7 cây cô chú anh chị ạ. Chỗ này đủ cô chú anh chị là một giò xinh này. Và lô số 2 chắc là cũng tầm tầm như vậy. Lô bên này thì có cũng là lô bên này 6 cây.
Đấy, thì nói chung là nó cũng gần tương đương như nhau, hai lô rất là đẹp như thế này. Mỗi một lô như vậy thì em bán với giá là 70.000 cho một lô, đủ cho anh chị có một cái giò tam bảo sắc rất là đẹp rồi. À, sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo xoắn. Hôm nay em sẽ thanh lý cái dòng lan hoàng thảo xoắn này cô chú anh chị này. Cây thì hiện tại là rụng lá nhưng cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm giúp em là cây sẽ đảm bảo cây giống cho cô chú anh chị mình. Đây này, hiện tại cây đang bắt đầu lên những cái mầm chồi tơ mới này. Nên là cái hàng này cô chú anh chị mua chỉ có lợi cân thôi chứ không có sợ là không cây giống không đảm bảo đâu cô chú anh chị nhá. Đấy, hàng hiện tại đang bắt đầu lên bắn mầm rất là nhiều đấy ạ. Và cái hàng này đấy, thậm chí thì có những cây này đấy, ra những cái mầm chồi rễ tơ mới này. Và cái hàng này thì em bình thường bán với giá là 300 trên 300. Thì hiện tại hôm nay em chỉ bán có 230.000 trong 1 kg hoàng thảo xoắn của chú anh chị nhá. Cây hoàn toàn khỏe và đẹp cho cô chú anh chị. Sang bên này đây sẽ là dòng lan Hải Yến. Cái dòng lan mà có sắc hoa tím ngọt ngào quyến rũ vô cùng luôn. Và hương cũng rất là thơm cái dòng lan Hải Yến này. Cây lá xếp rất là xinh như thế này. Và dòng Hải Yến em bán với giá là 130.000 trong 1 kg. Bên này thì em có một cái combo một hai rề nhỏ hoàng thảo hoàng lạp này, một phần đây một nhánh này là cái nhánh sơn tóc tiên nhá cô chú anh chị nhá, và một nhánh và một rề hương vani đang nở hoa kìa cô chú anh chị. Cái combo này em bán là 30.000 này cô chú anh chị nào lấy về sưu tầm ạ. Hoàng thảo đơn cam, cô chú anh chị này, hoàng thảo đơn cam. Cái dòng hàng có sắc hoa cam lửa rực rỡ và có lẽ cô chú anh chị là những ai chơi lan sẽ rất nhiều người muốn chinh phục cho mình những cái giò đơn cam với cái sắc hoa cam lửa rực rỡ ạ. Hiện tại thì cây đơn cam nó đang lên mầm chồi mới như thế này cô chú anh chị này. Và hoàng thảo đơn cam em sẽ bán với giá là 620.000 trong 1 kg. Em sẽ bán từ 0,1 kg luôn đấy ạ. Đây cô chú anh chị nhìn những mầm chồi tơ mới của nó. Sang bên này đây thì em sẽ có những cái chậu. Đây là những cái chậu nữ hoàng bóng đêm cô chú anh chị nhá. Cái dòng lan nó cho hoa quanh năm và hoa trắng nuột nà siêu thơm. Với giá em bán chỉ có 80.000 cho một cái bụi nữ hoàng bóng đêm này. Hoa rất là thơm với cái bông hoa trắng. Đấy. Và bên này thì em có một cái lô phi điệp vàng. Những cái mầm xanh cho cái mùa vàng tháng 8 này đây ạ. Em bán cái lô phi điệp vàng này với giá là 100.000 cô chú anh chị nhá. Về cô chú anh chị làm được một giò rất là to luôn. Và sang bên này đây là những cái bảng giả hạc Pháp cực kỳ là đẹp cô chú anh chị này. Mỗi một bảng giả hạc Pháp như vậy em đếm sơ sơ thì cũng rơi từ 8-9 cái thân hoa trở lên ạ. Và những cái mầm thì hiện tại là có nhiều cái thân nó đã dài tầm trên 40 rồi. Và một cái bảng giả hạc Pháp như vậy thì em chỉ bán với giá có 160. Và với những cái bảng này khẳng định là cô chú anh chị sẽ có một cái giò hoa Tết, một cái suối hoa hồng đẹp tuyệt vời ở Tết tới này. Và bình thường thì cô chú anh chị chơi lan lâu chắc chắn, nếu như cô chú anh chị nào mà chơi lan lâu chắc chắn biết cái giá trị về cái mặt bông của dòng giả hạc Pháp này rồi. Trước đây là người ta bán mỗi một thân là trên 100.000 đó cô chú anh chị. Thì hiện tại và cái dòng này thì hoa của nó, cái mặt bông của nó thì cũng rất là giá trị luôn. Cực kỳ là sai bông và sắc hoa tím hồng đẹp tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhá. Mà hiện tại thì một bảng như thế này tương ứng 1-2 năm trước đây á, chắc là nó sẽ phải rơi vào khoảng tầm 500-600. Thì hiện tại nó chỉ có giá là 160. Về cái thẩm mỹ thì cô chú anh chị biết rồi là không khác gì đúng không ạ. Nhưng mà cái giá của nó thì nó lại rất là rẻ như thế này cô chú anh chị nhá. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc Hawaii tím xưa. Đấy, với những cái bông hoa cực kỳ là sai bông với những bông hoa to đùng và thơm ngát, nở hoa cũng vào thời điểm Tết. Một cái chậu giả Hawaii tím xưa như thế này nó sẽ rơi vào ít nhất là 4 thân cô chú anh chị ạ. Ít nhất là 4 thân, tức là rơi từ 4-5 thân trở lên hết ạ. Đấy, chậu đang đi ngọn đẹp xuất sắc như thế này. Giá em bán chỉ có 150 thôi cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái giò giả Hawaii trắng xưa. Cũng vậy cô chú anh chị ạ. Cái dòng lan này thì hoa cũng vô cùng là thơm, cũng nở vào đúng thời điểm Tết. Cho ai yêu mến cái dòng hoa trắng không tì vết ạ. Em bán một cái chậu như thế này với giá chị cũng chỉ có 150 cô chú anh chị nhé. Đấy, cũng rơi vào 4 thân 5 thân trở lên. Và bên này là những cái giò đen rô úc mắt đen. Cô chú anh chị nhìn cho em những cái chậu đen rô úc mắt đen xanh đẹp mỡ màng như thế này. Hoa của nó sẽ nở vào đúng thời điểm Tết hoặc là đầu xuân. Hoa thì rất là bền hoa cũng như là sai bông cô chú anh chị nhé. Dễ thuần dễ chăm. Đây là hàng hoàn toàn của Việt Nam mình ấy cô chú anh chị. Đấy, một chậu như thế này cũng rơi vào 8-9 cái thân hoa trở lên ạ. Em bán với giá chỉ có 190.000 cho một cái chậu giả hạc, một cái chậu đen đỗ úc mắt đen này thôi cô chú anh chị này, rất là đẹp luôn. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu phi điệp cánh viền với dòng lan mà đi đã từng tham dự những cái hội triển lãm về hoa lan và được giải cực kỳ là cao. Dòng hoa thân thủ với bông hoa nở đúng vào thời điểm Tết, cánh viền rất là đẹp.
Giá em bán một chậu như thế này cũng rơi vào 4 năm thân trở lên là có 160.000 cho một chậu ạ. Và sang bên này đây là những cái cây lan vũ nữ. Nếu như cô chú anh chị là những cái người yêu cái dòng vũ nữ thì chắc hẳn là không thể nào bỏ qua những cái cây lan vũ nữ này đâu ạ. Trước tiên sẽ là dòng vũ nữ Sô-cô-la Baby với sắc hoa đỏ thắm, thơm ngọt ngào tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhé. Một chậu vũ nữ Sô-cô-la Baby hiện tại đang có một hoặc là hai cần hoa, một cần hoa cô chú anh chị ạ. Và riêng một cần hoa như thế này thôi nó cũng rất là chất lượng, bởi vì nó sẽ phân rất nhiều nhánh cô chú anh chị này. Phân rất là nhiều nhánh nên là chỉ cần một thân này thôi cũng đủ đẹp lắm rồi ạ. Em bán một cái chậu như vậy với giá chỉ có 140 ạ. Bên này sẽ là cái dòng lan tiểu thần tiên của chú anh chị nhá. Nghe đến tên của chú anh chị biết có thể tưởng tượng ra được cái sắc đẹp của nó rồi. Với những cái bông hoa cánh trắng, hoa khá là lớn và họng đỏ. Đấy, hiện tại thì cây đang bắt đầu là ngậm nụ thôi cô chú anh chị ạ. Chậu thì nhiều giả hành khỏe và đẹp như vậy em cũng bán 140 nhá. Và đây là ngọc nữ này, chậu ngọc nữ thì đang có hai cần hoa. Và dòng lan ngọc nữ này thì với cái bông hoa tím xinh dịu dàng luôn, em bán với giá cũng là 140 ạ. Bên này là một cái chậu kiều vương cánh trắng hàng thuần đây cô chú anh chị, hiện tại đang lên những cái mầm rất là chồi, rất là đẹp này. Đó, bình thường em bán là 190 thì hôm nay cái chậu này cũng rất là khỏe đẹp như thế này, em để giá có 150 thôi, còn một chậu duy nhất em bán nốt nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái cây lan hài mà rất là đáng sưu tầm đấy ạ. Trước tiên là dòng lan mau rie đỏ cô chú anh chị nhé. Mau rie đỏ, cái mặt bông đỏ thắm như thế này cô chú anh chị này, rất là bền hoa. Một cái chậu mau rie đỏ như vậy là một chậu một thân khỏe và đẹp. Em bán một chậu như thế này với giá là 200.000. Bên này sẽ là dòng mau rie xanh. Chậu rơi vào từ 2 thân trở lên. Em bán với giá là 250 cho một chậu nhé. Và những cái chậu hài vân ạ, rất là xinh đẹp. Những chậu hài vân với bông hoa cực kỳ là bền đấy, mỗi một chậu cũng có tầm 2 cây, em bán với giá là 120.000. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hài, dòng lan hài Leco Chilium, một cái dòng lan hài giá hiện tại trên thị trường người ta bán khoảng tầm 250 cô chú anh chị nhé. Thì hiện tại mỗi cái chậu như thế này thì em chỉ bán giao lưu cùng cô chú anh chị với giá có 150 thôi cô chú anh chị này, 150 cho một cái chậu lan hài Leco Chilium như vậy. Và tiếp sang bên này sẽ là rất nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Đặc biệt là những cái dề phần quế lan hương, những giò dáng hương đuôi cáo khủng với những cái cần hoa dài tít tắp đang có ở đây để giao lưu cùng cô chú anh chị nhé. Em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị, có cả những hình cây cáo hàng rời nữa cô chú anh chị này. Xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị từng hình một ạ. Hình quế lan hương số 1 cô chú anh chị nhé. Quế lan hương thì hiện tại khoảng tầm một nửa tháng nữa thôi là cây sẽ bắt đầu là cho nụ rồi nhá. Khoảng một thời gian ngắn nữa thôi là cây sẽ cho nụ luôn. Cái dòng quế tháng 8 đấy ạ, có 3 ngọn quế lan hương, đây là dòng lá xếp ạ. Và cái lô này thì em bán với giá là 220.000 nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình quế lan hương số 2. Cái lô này với giá là cũng là 4 ngọn cô chú anh chị ạ, làm được một giò cực xinh luôn với giá cũng chỉ 220.000. Và hình tiếp theo là hình số 3, và hình này thì có 3 ngọn khá là lớn nhá. Đây này, 3 ngọn khá là lớn. Đấy, 3 ngọn này cũng đủ cô chú anh chị làm một cái giò mùa hoa thơm ngát cho mùa quế tháng 8 tới rồi. Cái giò này, lô này thì em cũng bán với giá 220.000. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cái hình số 4. Lô quế lan hương số 4 này có tổng tất cả là 5 đầu ngọn luôn cô chú anh chị nhá. 5 đầu ngọn luôn ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em này. Đó, 5 đầu ngọn như thế này. Nói chung cái dòng quế mùa này thì là mùa ghép đang rất là tuyệt vời đấy ạ. Em bán cái lô quế này với giá là 250.000 cho toàn bộ lô này nhá. Sang hình tiếp theo là hình số 5. Hình số 5 này có tất cả là 16 đầu ngọn quế lan hương, em bán với giá là 150.000. Là cái hàng giống đấy ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 6. Hình số 6 này em có hai dề cô chú anh chị nhá. Đây này, hai dề. Đây là một dề một mẹ hai con có đủ ngọn nhá cô chú anh chị nhá, đủ ngọn ạ. Và bên dưới này là cũng là một dề một mẹ một con nữa này. Đó. Hai dề này ghép lại đủ cô chú anh chị về làm được một cái giò quế cực kỳ là xinh luôn. Đấy, rất là xinh luôn nhá. Và hai cái dề quế này được một giò đẹp luôn. Em bán cái hình quế này với giá là 250.000 cho lô quế này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 7. Hình số 7 này là có 3 đầu ngọn quế ạ. 3 đầu ngọn quế này thì em xin phép được bán với giá là 180.000 cho hình quế này. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 8. Chỗ này là có 2 dề quế. Đấy, 2 dề quế này, một ngọn này. À đâu, một ngọn chứ, với cả chỗ này là một dề. Lô này em bán với giá là 200.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Cái dòng lan mà có những cái cần hoa mà người ta chăm được có thể dài đến cả 1 mét cô chú anh chị ạ. Đó. Và hiện tại đang là mùa ghép cáo tuyệt vời nhất trong năm cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị mà lấy đúng cái thời điểm bây giờ thì cô chú anh chị về trồng chắc khoảng tầm nửa tháng, 10 ngày cho đến một nửa tháng là cây sẽ bắn rễ đẹp tuyệt vời luôn rồi.
và khẳng định là sang năm hay là cuối năm cô chú anh chị đã có một cái giò lan thuần đẹp nhé. Còn nếu như cô chú anh chị mà không ghép được cái cáo trong mùa này, thời điểm bây giờ, thì em nghĩ rằng là cả năm cô chú anh chị, trong những cái thời điểm khác cô chú anh chị sẽ không thể nào mà ghép được cáo đâu ạ. Em có cái hình này gọi là hình số 1 này. Hình này là hình số 1, em có chỗ này là một dề. Chỗ này là một dề này cô chú anh chị này, một dề như vậy này. Và bên này là hai cây mẹ con, hai cặp cây mẹ con. Đấy. Và cái lô cáo này, cái lô cáo này thì hai cây mẹ con này rất là đẹp luôn. Cái lô cáo này em xin phép được bán với giá là 170.000 cho hình cáo này nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Một cái lô cáo lên đến 16 đầu ngọn và có cây đang có nụ tím lịm luôn cô chú anh chị này. Cây khá là lớn rồi ạ. Ôi nhiều cây có nụ lắm cô chú anh chị. Nụ này cũng tím đỏ luôn ạ. Không biết là hiện tại thì em đang thấy là hai cũng có những cây có nụ nữa nhưng mà nó lại bị gãy cần hoa ấy do vận chuyển. Lô cáo này cây nhỡ khá là to rồi, có đến 16 cây. Và em bán cái lô này với giá là 180.000 cô chú anh chị nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11. Hình số 11 này là có một dề này cô chú anh chị này, một dề này có hai cái cần hoa luôn ạ, hai bố mẹ và một cây con nhé. Chỗ bên kia là có ba cây rời cũng rất là to đấy. Và cả cái lô cáo này thì em xin phép được bán với giá là 170.000 cho hình cáo này, là hình 11. Hình 12 là một dề ạ, nguyên một dề này cô chú anh chị này. Chỗ này là nguyên một dề, một cây mẹ với bốn cây con. Và hàng dề thì về nó bao giờ nó cũng sẽ nở hoa rất là đồng loạt. Cái dề rất là đẹp như vậy, em xin phép được bán với giá là 180.000 thôi chú anh chị nhá. Tiếp theo, hình 19 ạ, à hình 13. Hình 13 này là có 5 ngọn cáo, 2, 4, 6 ngọn cáo. 6 ngọn cáo khá là lớn ạ. 6 ngọn cáo lớn ở đây nhá cô chú anh chị nhá. 6 ngọn cáo này thì em xin phép được bán với giá là 170.000 ạ. Cô chú anh chị nhìn hình và lựa chọn cho mình những cái hình lan ưng ý nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình 14 này, hình 14 này có cái ngọn nụ hoa to đùng. Đây ạ. Ui. Lô này cũng có những cái nụ rất là to và rất là đẹp luôn. Lô cáo này cũng có tất cả là bao nhiêu nhỉ? 16 cây cáo rất là to cô chú anh chị ạ. 6 cây cáo rất là to, trong đó có cả cây mẹ con lá xếp này. Đấy. Có những cái cần hoa tím lịm này cô chú anh chị. Đây ạ. Vài lô cáo này em xin phép được bán với giá là 190.000 cho lô cáo này nhá, là hình số 14 đấy ạ, rất là đẹp. Đấy ạ. Một lô cáo cây to rất là đẹp nhá. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 15, cái lô này có 6 cây cáo. 6 ngọn cáo tất cả ở đây, em xin phép được bán với giá là 160.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 16. Hình số 16 là 7 cây cáo. 7 cây cáo lá xếp lá ngắn đẹp nhá. Và hình này em cũng xin phép được bán với giá là 170.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 17. Lô này có đến 13 cây và đều là những cây cáo xếp. Đều là những cây cáo xếp khá là thẳng cô chú anh chị này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em. Cũng có một cái cây này đang có nụ hoa tím ngắt luôn. Về cái nụ này cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa nhé. Và toàn bộ cái lô cáo này em xin phép được bán 220.000. Nó là cái hàng cáo xếp, xếp V, xếp nhiều cây xếp V thẳng ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18. Hình này có đến 15 cây của cáo khá là lớn. Đấy, 15 cây cáo nhỡ thanh niên khá là lớn đẹp như vậy em bán 170. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 19. Hình số 19 này cũng là 15 cây. Và hình này thì em bán với giá là 160.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 20. Số 20 này này. Hình này có tất cả là 16 cây, cũng đang có một cái cây này có nụ xinh xinh đây cô chú anh chị. Và cái lô này 16 cây luôn cô chú anh chị nhé. Cây vừa vừa xinh xinh, rất là dễ ghép luôn. Cây thẳng đẹp dễ ghép. Hình này em bán với giá là 160.000 có 16 cây. Và sang bên này nếu như cô chú anh chị không muốn lấy hàng thuần thì hãy lấy cho em những cái chậu lan này. Về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa luôn và chỉ việc treo lên tưới tắm. Em bán cái chậu này có 4 thân. Đấy, có những cây lá rất là to tròn đẹp, đang có một nụ hoa để cô chú anh chị thưởng thức với giá chỉ 220.000 ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 22. Hình 22 này thì cũng có hai cần hoa này, hai cây khỏe đẹp. Bên này thì có một cái cây bị hỏng ngọn nhá.
Và cái hình này, chậu này em bán với giá là 210.000, 210.000, hai cần hoa dài, mập, khỏe, to đùng luôn ạ. Và sang bên này là một cái chậu, một cái hình cáo, hình 23 của chú anh chị nhá. Một cái giò cáo, hai ngọn, một dề hai ngọn, bản lá to, chất lá đẹp, cũng như là đang có hai cần hoa rất là tuyệt vời luôn. Hai cần hoa rất là khỏe và đẹp luôn đây cô chú anh chị này. Đấy, cái giò cáo này em xin phép được bán với giá là 180.000 cho giò cáo này. Và đây có một cái lá này nó bị gập cô chú anh chị nhé. Sang hình số 24 là một cái ngọn cáo nguyên bản duy nhất, bán là 180. Sang hình số 25, cái giò này cũng là cái giò nguyên bản ở rừng về. Tuy nhiên thì là hay là ở giờ dân ghép thì em không biết. Cái chỗ này thì có 4 ngọn cáo xếp ạ. 4 ngọn cáo xếp và đang 3 cần hoa, rất là đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Đây, 4 ngọn cáo xếp và 3 cần hoa đẹp tuyệt vời luôn. Đến mùa hoa là ngắm chỉ có mê thôi. Cái giá thể của nó là cũng để lâu rồi nên là cũng hơi mục nhá cô chú anh chị nhá. Đây, 4 ngọn cáo xếp ở đây ạ. Đang có 3 nụ hoa rất là khỏe và đẹp luôn, 2 nụ tím ngắt và 1 nụ xanh nhá. Đấy, nên là chắc là sẽ có đủ sắc màu để cô chú anh chị thưởng thức đấy ạ. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 250.000 cho giò cáo này cô chú anh chị nhá. 250.000 cho hình 25 ạ. Và sang bên này đây sẽ là hình 26, phải nói là một cái giò cáo này. Ở trước đây hình như đâu là một cái giò nguyên bản đấy cô chú anh chị, người ta trồng, người ta treo ở nhà họ khá là lâu rồi. Và bên trên này nó là một dề cô chú anh chị này. Một dề và cây mẹ, một cây mẹ với hai cây con. Một cây mẹ với hai cây con nhá. Ôi không phải hai cây con mà ba cây con này. Mà cái cây này thì phải nói là chất lá của nó rất là đẹp cô chú anh chị nhìn thì thấy rồi. Cái chất lá nó dày và bản lá to đẹp cô chú anh chị nhá. Chất lá dày, bản lá to đẹp, khác hẳn, khác biệt hẳn luôn. Nguyên một dề mà không bỏ lá chân luôn cô chú anh chị. 2 4 6 8. Đang 8 cặp lá cô chú anh chị nhá. Và ba cây con, chỗ trên này là một dề. Một mẹ với ba con, 8 cặp lá, một cái cần hoa to đùng và rất là dài. 1 2, chắc cần hoa phải dài tầm 50 cm. Và bên dưới này là một cặp đôi hai ngọn. Ôi, hai ngọn dưới này cũng đang có hai nụ. Hai ngọn dưới này đang có hai nụ, tức là hiện tại là cái giò cáo này cũng chỉ có 3 nụ thôi cô chú anh chị ạ. Nhưng mà ngắm cái giò này thì cái phần dề bên trên này thì phải nói là siêu mê đẹp luôn ạ. Và em xin phép được bán cái giò này. Tổng nó sẽ rơi vào bao nhiêu? 6 cây, 6 cây nhá. Dề bên trên là một mẹ ba con. Và bên dưới này là hai con và đang có 3 cần hoa. Đấy cô chú anh chị nhìn ạ. Rất là đẹp nhá. Em bán cái giò này với giá là 380.000 cho cái giò giáng hương đuôi cáo hình số 26 của chú anh chị nhá. Hình tiếp theo sẽ là hình số, hình này sẽ là hình số 27 này cô chú anh chị này. Hình số 27 là một cái ngọn cáo rất là khỏe này cô chú anh chị. Ôi cái nụ rất là dài luôn ạ. Nụ rất là dài luôn nhá. Với bên dưới kia là có một cái giò này là giò ở nhà dân hay sao ấy, người ta mang từ rừng về sau đấy người ta để ở nhà. Đấy, chỗ này bên dưới này là khóm vài cây nhỏ nữa. Đấy, cái phần cáo này em xin phép được bán với giá là 120.000 cho cái khúc cáo này cô chú anh chị nhé. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 28. 28 là một cái chậu cáo bằng đất nung thì em trồng rất là lâu rồi, hiện tại cũng đang có một nụ hoa. Chậu này thì em bán với giá là 150.000 thôi cô chú anh chị nhé. 150.000, trời ơi cái bộ rễ của nó rồi, dài tiếp tắp luôn ạ. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 29. Hình số 29 này cũng là một cái trụ cáo này. Với khúc cáo này đã trồng thuần ở dân. Đấy, cây mẹ cây con hiện tại là đang có 3 cần hoa. Đây trên này có 2 ngọn này. 1 cần hoa này, dưới này là có 3 ngọn, tổng là 5 ngọn nhé cô chú anh chị nhé. 5 ngọn cái hình này em xin phép được. Và đang có 3 nụ hoa. Đấy, cái bộ rễ thì thôi rồi ạ. Dài hơn mét luôn cô chú anh chị. Cây này nó thuần rất là lâu luôn rồi ạ. Đấy, chậu này thì em, giò này em xin phép được bán với giá là 250.000 cho giò này nhá. 250.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 30. Cái chậu cáo này cũng đang có một nụ hoa. Tất cả là 5 đầu ngọn. Em bán chậu này với giá 210.000. Và tiếp theo sẽ là cái hình số 31. 31 chỗ chậu cáo này thì đang có 3 cây. Bản lá, chất lá cũng rất là to. Cây này thì bị nắng chói vào nên bị cháy mất một ít lá. Giò này thì em xin phép được bán với giá là 220.000. Sang bên này sẽ là hình số 31A. Là một giò 3 ngọn cáo xếp V thẳng tắp luôn ạ. Đó, cái giò này là giò cáo thuần ở vườn nhà em. Thực ra thì em mang ra bán em cũng cực kỳ là tiếc luôn. Đấy, giò này thì đang có 3 nụ hoa cô chú anh chị nhá. 3 cây cáo xếp thẳng và 3 nụ hoa nhưng mà em không chăm được ấy, nên là thôi em bán đi.
em bán đi. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 300.000. Đó, 300.000 cho giò cáo này, đang có 3 cần hoa. Hàng xếp thẳng, nó gọi là cái hàng tuyển của bên nhà em đấy ạ. À, sang bên này sẽ là một chậu trầm rừng nhá, chú anh chị nhá. Chậu trầm rừng, zin rừng. Và em ở đây thì những cái cây hàng ki, hàng hỏng, hàng lỗi ấy. Em trồng được vài năm rồi đấy cô chú anh chị. Hiện tại đang có cây này đang hé hé nở hoa. Cái cây này đang có nụ. Cái giò này em bán giá là 180.000. Để cô chú anh chị chăm sang năm có giò cực đẹp luôn ạ. À, sang hình tiếp theo sẽ là kiếm thiên vũ, em có bán 110, hoặc là cô chú anh chị chọn theo hình này cũng được này. Hình 33, một cái rề kiếm thiên vũ bản lá ngắn, lá rất là to cô chú anh chị ạ, lá cực kỳ là to, bản nguyên một rề như vậy về cô chú anh chị làm một chậu đẹp luôn. Em bán 120.000 nhá. Và tiếp theo sẽ là hình số 34. Đấy, nguyên một cái rề kiếm thiên vũ này em bán với giá là 90.000. Đó, cô chú anh chị thấy cái lá rất là to luôn nhá. Và hình tiếp theo là hình 35, cái rề này em bán, rề này về cô chú anh chị phải tách được ít nhất là hai chậu cô chú anh chị ạ. Em bán với giá là 150.000. và hình số 36, một rề cũng rất là khủng. Em bán với giá là 180.000. Và sang hình tiếp theo, hình tiếp theo này sẽ là hình số 37. À, là một cái ngọn vanda lá xếp thẳng tắp không bỏ lá chân. Đấy, vanda rừng thơm cô chú anh chị nhá. Đấy, ngọn này em xin phép được bán với giá là 40.000. Và sang bên này sẽ là hình số 38, là một cái giò giáng hương tam bảo sắc, một bảng tam bảo sắc đang có hai nụ. Về cô chú anh chị có thể đủ thưởng thức cho mùa hoa thơm ngát ở đây. Em bán bảng này với giá là 150 đây. Và hình tiếp theo là hình 39. 39 này cũng đang có hai cần hoa. Cái bảng này em cũng bán 150 nhá. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 40. Cây lá xếp rất là đẹp luôn ạ. Đấy, một bảng như vậy, cây lá xếp đẹp em bán 160.000, cũng đang có hai nụ hoa để với cô chú anh chị thưởng thức nhá. Tiếp sang bên này đây sẽ là hình 41, là một cái chậu này em cũng bán 160.000. Và bên này là một cái giò lan móng tay. Em treo ở vườn khá là lâu rồi, nhưng mà vườn chật quá nên hôm nay em mang ra bán cô chú anh chị nhá. Lan móng tay hay còn gọi là cái cây lan lồng đèn, hiện tại thì đang chuẩn bị là cho nụ rồi. Như cái giò hôm qua là đã cho nụ rồi, nhưng mà giò này thì hiện tại em thấy là hình như đâu là chưa thấy có nhú nụ cô chú anh chị ạ. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 60.000. Và sang bên này sẽ là một cái giò điệp tím của vùng Cao Bằng. Cây thì nó đang nụ cô chú anh chị nhá. Đây này, em đang có, đây là cái dòng thân thân nù nhá, đốt ngắn cổ rụt cô chú anh chị nhá. Đốt ngắn cổ rụt ạ. Và đang có ba cái thân có nụ. Cái giò chậu này là chậu phi điệp trong vườn nhà em. Hiện tại đang lên hai mầm siêu to khổng lồ với cái với cả hai cái ba cái cần hoa. Đấy, thì cái giò này em xin phép được bán 200.000 ạ. Bên này sẽ là giò long tu xuân. Đang lên mầm chi chít luôn, em bán với giá 140. Và hình tiếp theo cũng là một cái giò long tu xuân khá là nhiều thân mập đẹp. Đấy ạ, và em cũng bán với giá là 140 nhá. 46 là một cái rề thông đất siêu to khổng lồ luôn như thế này. Cái rề thông đất này hay còn gọi là dâu rồng, cô chú anh chị không chỉ trồng làm tiểu cảnh mà còn hỗ trợ điều trị bệnh teo não của tuổi già rất là hiệu quả nhá. Em bán rề này với giá là 300.000, rất là to khổng khủng ạ. Và hình bên này sẽ là hình 47, một cái phần hoàng thảo xoắn. Em có bán hàng cân, bên kia có 230 thôi, hoặc cô chú anh chị lấy lô này với giá 150 này. Và đây là nguyên một rề nhiều thân mầm lá đẹp như vậy, em bán với giá là 280. Bên này là một cái rề hai rề vạch đỏ với giá em bán có 90.000 thôi. Bên này đây sẽ là hai cái cây đai châu rất là to cô chú anh chị ạ. Đó, một cặp đai châu rất là to như vậy thì em bán với giá là 170.000 nhá, 170.000 ạ. Và sang hình bên này sẽ là hình số 51. Hình 51 này là có hai cây lớn và hai cây nhỏ này. Hai cây lớn và hai cây nhỏ như vậy nhá. Và cái hình này thì em xin phép được bán với giá chỉ có 180.000 cho hình này. 52 sẽ là những cái giò phi điệp vàng, một cái chậu phi điệp vàng như thế này cô chú anh chị này, chuẩn bị cho mùa hoa tháng 8, những cái giò những cái cần hoa vàng cho mùa tháng 8 đây ạ. Một cái chậu như vậy là có 2, 4, 6, chậu đầu tiên là 6 thân rất là đẹp với giá em bán chỉ có 150 nhá. Chậu 53 cũng vậy, rất là đẹp luôn. Đó, với giá em bán cũng 150. Và 54 này cô chú anh chị này, đẹp. Đấy, 53 này rất là đẹp. 150 thôi cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị sẽ có ngay suối hoa vàng trong mùa tháng 8 đây ạ. Và chậu tiếp theo là chậu 54. 54 với giá em cũng bán 150 này. Này thì em bà có ba cái chậu giả hạc chấp Mỹ. Bình thường cô chú anh chị thấy là hiện tại là ba chậu giả hạc chấp Mỹ, mỗi chậu đang lên một mầm như thế này nhá. Bình thường cô chú anh chị thấy là người ta bán giả hạc chấp Mỹ là bao nhiêu ạ? Một chậu trên một thân là trên 100.000 đúng không ạ? Thì hiện tại là những cái cây này nó đang lên mầm như vậy, về cô chú anh chị trồng chăm sóc. Em bán cả ba chậu này có 100.000 thôi. Và bên này sẽ là một cái trụ cáo đẹp tuyệt vời cô chú anh chị nhá. Chỗ nguyên bên dưới này. Đây là những cái cây hàng tuyển của nhà em ạ. Bên nguyên bên dưới này nó là nguyên, nó là cùng chung một rề ấy cô chú anh chị. Cây mẹ cây con có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5.
5 cây và đang có 3 nụ hoa rất là dài, cái 3 cần hoa rất là dài. Và trên này là một cái cặp đôi hàng lá xếp này. Đó, lá xếp V thẳng tắp, cái cần hoa này phải dài trên 50, 1 2 dài trên 50 cm của chú anh chị nhá. 3 ngọn. Hai ngọn thẳng tắp ở trên đỉnh này và bên này là một thêm một cái ngọn nữa ở đây nữa. Trên này 3 ngọn, dưới này là nguyên là một dề. Một dề là có 1 2 3 4 5 đầu ngọn. Tổng là rơi vào bao nhiêu ạ? Tổng là rơi vào 8 đầu ngọn và đang có trên này đang có 2 cây lá xếp V và cả 2 cây đều đang có 2 cần hoa. Đấy, tổng cái giò này sẽ rơi vào là 5, hiện tại là rơi vào 5 cần hoa của chú anh chị nhé. Thuần cực kỳ là lâu ở nhà em rồi. Em xin phép bán cái giò này với giá là 600.000 cho giò này, 600.000 cho giò này. Cô chú anh chị nào mà yêu mến đó và muốn sở hữu nó thì vui lòng cọc trước cho em 200 cô chú anh chị nhé. Chứ còn cái giò cáo như thế này mà đi tự dưng cô chú anh chị mà bom hàng thì về là hỏng hết hàng bên em. Bên dưới này cái cần hoa quá là dài đẹp, đai cần hoa đều tăm tắp mà rất là dài. Đấy, bản lá to ngắn rụt xếp rụt rất là đẹp luôn, chỗ rề bên dưới này này cô chú anh chị này. Đó, trên này là hai cây xếp V thẳng tắp. Sang bên này thì em có những chậu lan Nava nhé cô chú anh chị nhé. Trước tiên là dòng Phú Thọ, một cái dòng lan mà gọi là cái dòng lan cơ sở của dòng lan va. Cái chậu này thì một mẹ hai mầm với giá 160 thôi. Và hình tiếp theo Phú Thọ số 2 là em bán 220. Đây là hoàn toàn hàng ươm kia cô chú anh chị nhé, chuẩn mặt đông ạ. Bên này sẽ là HO. Đấy, một mầm con một mẹ, thân dòng HO này thì thân thủ nhá. Mặt hoa thì siêu đẹp, hình này em bán 150.000. À 450.000 chứ. Hình số 2, HO số 2 cũng 450, HO số 3 cũng 450 và HO số 4 cũng là 450 và HO số 5 là một mẹ hai mầm, thân mẹ phải dài tầm 30 cm, 25 30 cm gì đó. Em bán cũng 450. Bên này sẽ là những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng, miến rong phe đén 100.000 trên một túi 1 kg nhé. Và cái dễ mũi tần với giá là 120 và măng lưỡi lợn với giá là 200.000, táo nấm ngọc cẩu với giá là 150. Và bên này sẽ là tầm gửi cây chanh 220, tầm gửi cây nghiến 190 và hoàng tinh 200 nhé. Táo mèo khô là 100.000 trong một túi 1 kg. Này sẽ là các cái chế phẩm vật tư dành cho hoa lan. Vỏ thông em cũng có đủ size 1, 2, 3, 4 và vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong 1 kg. Rêu rừng 50.000 trong 1 kg và cái dớn vụn với giá thể chống lan tuyệt vời với giá là 50.000 trong 1 kg, 40.000 trong 1 kg nhé. Atonic 10.000 trong một gói, duy xanh 50.000 và duy đỏ 60.000. Hùng Nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp. Dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ. B1 Thái 40.000 trong một lọ. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 trong một lọ. Và cái super thai hormone tăng trưởng với giá là 50.000 trong một lọ. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 trong một lọ. 3 loại phân bón lá cũng đồng giá là 30.000 trong một lọ nhé. Và siêu da dễ N3M 35.000 và B1 Thái là 40.000 ở đây. Cái cát tan đặc trị thối nhũn, kim kim bum đặc trị thối nhũn 15.000 cho một gói. Cát tan chi chô đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói một túi như vậy 1 kg với giá là 100. Có 50.000 thôi ạ. Một hộp này là 1 kg với giá 130. Dây bụng lan chiều dài 100 m, dao cắt kèm theo tiện dụng với giá em bán là 35.000. Phân bón dạng túi lọc với giá 35.000 cho một cái hộp với 20 túi lọc bên trong nhé. Phân chuồn quế dòng nguyên, mỗi túi 1 kg dòng nguyên chất hàng cao cấp với giá là 35.000. Đặc biệt sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân châu và đỗ tương đã ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng và sản phẩm này em bán là 35.000 thôi. Cô chú anh chị tìm hiểu giá thì người ta bán trên thị trường chỉ có phân châu qua nén viên thôi, người ta bán 60.000 rồi đúng không ạ? Ở đây thì bên em không chỉ có phân châu mà còn có cả dịch chuối và đỗ tương nhé. Mà giá chỉ có 35.000, chất lượng thì vô cùng là hoàn hảo luôn cô chú anh chị ạ. Và cái dòng phân châu thì nó cực kỳ là lành tính, lành rất là lành cô chú anh chị ạ. Khi cô chú anh chị thoải mái bón mà không sợ bị hỏng rễ cũng như là đen đầu rễ và thoải mái trộn với cả giá thể luôn đấy ạ. Bên này sẽ có dòng sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Có dạng treo, dạng lan và dạng nhỏ giọt, một lọ như vậy em bán với giá là 40.000 nhá, 40.000. Rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Mùi hương có thể giúp cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép